Hoài Lâm được bạn gái kém tuổi thách tùng đi diễn ở Đà Lạt. Hoài Lâm bất ngờ công khai bạn gái kém tuổi khiến khán giả bất ngờ. Đến nay hơn một năm trôi qua, chuyện tình của cặp đôi vẫn đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Mới đây, người yêu thách tùng khi Hoài Lâm đi diễn ở Đà Lạt. Trên trang Facebook cá nhân, Mỹ Kim, bạn gái kém tuổi của Hoài Lâm đã đăng tải hình ảnh tình tứ của cả hai ở Đà Lạt. Được biết, nam ca sĩ đang có chuyến lưu diễn tới thành phố sương mù vào những ngày đầu năm. Có thể thấy bạn gái cũng thách tùng con nuôi Hoài Linh trong chuyến đi này. Hoài Lâm và bạn gái diện đồ đồng điệu với nhau, với trang phục màu đen kết hợp với áo phát dài tông xám. Cặp đôi vô cùng rực rỡ khi chụp ảnh cùng nhau. Tại địa điểm nam ca sĩ biểu diễn âm nhạc, Hoài Lâm cũng rất hạnh phúc và tươi tắn khi có bạn gái đồng hành cùng anh. Bên cạnh đó, khán giả nhận xét rằng vóc dáng hiện tại của Hoài Lâm cũng trông có vẻ thon thả, gọn gàng so với trước đây. Có lẽ nhờ sự chăm sóc của bạn gái, nam ca sĩ đã lấy lại được vẻ ngoài phong độ của mình. Thời gian gần đây, Hoài Lâm đã trở lại showbiz Việt với hoạt động nghiêm túc. Giọng ca của nam ca sĩ ngọt ngào, đầy nội lực như năm nào. Dù vắng bóng số 2 năm nhưng con nuôi Hoài Linh vẫn nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến của khán giả ngày trở lại. Trong khoảng thời gian Hoài Lâm vắng bóng Vivid, anh luôn có gia đình và bạn gái ở bên cạnh động viên chăm sóc. Nhờ đó nam ca sĩ càng có thêm động lực để chăm sóc hoạt động nghệ thuật. Dù không thường xuyên chia sẻ với nhau nhưng có thể thấy Hoài Lâm và bạn gái vô cùng hạnh phúc. Hiện tại Hoài Lâm có cuộc sống vui vẻ, thoải mái bên gia đình và bạn gái. Những khung ảnh của nam ca sĩ của người yêu kém tuổi nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Hoài Lâm từng là một cái tên đình đám của làng nhạc Việt cũng vài năm trước đây. Tuy nhiên, vì chuyện cá nhân và vấn đề sức khỏe nên nam ca sĩ quyết định về quê ở ẩn trong suốt 2 năm. Sau khi lấy lại được cân bằng cuộc sống, Hoài Lâm mới chính thức tái xuất showbiz. Hoài Lâm và bạn gái nhận được sự khen ngợi vì trông khá xứng đôi vừa lứa. Nam ca sĩ có cách sống tích cực, vui vẻ khi có người yêu đồng hành bên cạnh.